Tôi tên Phạm Thế Anh, sinh ngày 18 tháng 11 năm 2002. Hôm nay được vinh dự đứng vào hàng ngũ của Đảng Cộng sản Việt Nam, trước cờ Tổ quốc, cờ Đảng, chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh và sự kiện của các đảng viên trong chi bộ. Tôi xin thề: một, tuyệt đối trung thành với mục đích, lý tưởng cách mạng của Đảng, chấp hành nghiêm chỉnh cương lĩnh chính trị, điều lệ, nghị quyết, chỉ thị của Đảng, pháp luật của nhà nước, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đã tốt nghiệp Đại học FPT chuyên ngành công nghệ thông tin, nhưng chàng trai trẻ Phạm Thế Anh, phường Đông Ngạc, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội, vẫn quyết tâm viết đơn lên đường nhập ngũ bởi mong ước tiếp nối truyền thống gia đình. Niềm vui như nhân đôi với chàng trai trẻ khi sau quá trình rèn luyện được kết nạp vào Đảng. Kết nạp đảng viên thì tôi rất vui và rất vinh dự được mọi người kết nạp cho làm đảng viên trước khi tôi lên đường nhập ngũ. Tôi thấy bản thân mình phải cố gắng phấn đấu, nỗ lực và sau 12 tháng thử thách thì sẽ trở thành một đảng viên tốt cho đất nước. Khi vào quân đội thì tôi xin huấn luyện tốt, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Công tác tuyển quân được quận ủy, ủy ban nhân dân quận Bắc Từ Liêm xác định gắn liền với tạo nguồn cán bộ quân sự ở cơ sở, quy hoạch sắp xếp nguồn dự bị động viên vào các đơn vị quân đội và đơn vị bộ đội địa phương theo kế hoạch, xây dựng lực lượng dự bị động viên hùng hậu. Do vậy, việc phát triển Đảng được cấp ủy chính quyền địa phương chú trọng triển khai đồng bộ từ cấp cơ sở. Các bước quy trình đầu tiên là chúng tôi đã rà soát từ tổ dân phố, đảm bảo các cháu trong độ tuổi, về hoàn cảnh gia đình, về sức khỏe, về đạo đức chính trị, về trình độ văn hóa, để chúng tôi đặc biệt là các cháu mà có trình độ văn hóa, các cháu mà có thân nhân tốt và gia đình tốt, để chúng tôi đã chỉ đạo các ủy và các chi hội đoàn thể của tổ dân phố để kèm cặp, để giúp đỡ, để tạo điều kiện và các cháu để có cái nhận thức và các cháu để có cái động cơ phấn đấu để đứng trong hàng ngũ của Đảng. Khi mà tôi viết đơn tình nguyện thì xã và phường đã hỗ trợ rất là nhiệt huyết. Trong thời gian đó thì tôi được phường là cử đi học lớp cảm tình Đảng, là dạy về những nguyên tắc của Đảng và lịch sử của Đảng, hình thành Đảng, để tôi có những nhận thức cơ bản về Đảng. Tôi thấy Đảng là một nơi gồm có những con người rất là ưu tú và tôi cũng muốn trở thành một người giống như họ và tôi sẽ cố gắng phấn đấu hết sức. Luôn đi đầu toàn thành phố Hà Nội trong công tác phát triển Đảng cho thanh niên lên đường nhập ngũ năm 2024, quận Bắc Từ Liêm đã tổ chức kết nạp Đảng cho 6 thanh niên chuẩn bị lên đường nhập ngũ. Để bảo đảm số lượng và chất lượng, Ban Chỉ huy quân sự quận Bắc Từ Liêm đã chủ động tham mưu cho lãnh đạo quận Bắc Từ Liêm và tổ chức phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện bồi dưỡng phát triển Đảng cho thanh niên trên địa bàn từ sớm. Chúng tôi đã tham mưu cho quận ủy, ủy ban nhân dân quận ban hành cái chỉ thị và kế hoạch để tổ chức thực hiện, trong đó chú trọng vào công tác phát triển đảng viên mới và đã phối hợp với đảng ủy cấp phường để tạo nguồn đối với thanh niên trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ ngay từ đầu năm, chứ không phải là đến khi giao chỉ tiêu mới thực hiện việc rà soát đối tượng tạo nguồn phát triển đảng. Chính vì vậy, sau khi có kết quả của công tác khám tuyển của quận, chúng tôi đã phối hợp với đảng ủy phường để lựa chọn những thanh niên trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ là đối tượng đảng của địa phương để gửi đi học lớp bồi dưỡng nhận thức về đảng. Công tác tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ năm 2024 của quận Bắc Từ Liêm đã cơ bản hoàn thành. Công dân nhập ngũ có trình độ đại học, cao đẳng và tình nguyện nhập ngũ tỷ lệ cao, bảo đảm sức khỏe tốt, có tinh thần hăng hái, sẵn sàng lên đường nhập ngũ thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng với Tổ quốc. Để đạt được kết quả này là sự chung tay góp sức của các cấp ủy đảng, chính quyền, các ban ngành đoàn thể, từ quận đến cơ sở đã quán triệt thực hiện nghiêm luật nghĩa vụ quân sự, luật công an nhân dân, bảo đảm chặt chẽ, đảm bảo dân chủ, công bằng.